ngày nay ngày tết thì đầm buồn thèm phớ đây là cầm ca nhiều mười chiêng tâm óc bàn sinh hạt tâm lây ho giờ nắng đây niệm môn phổ âm nên là niệm môn phổ âm thông nhưng mà đã được lòng tận lời và làm đi chừng đâu thì cùng riêng chọn niệm nhiều cùng riêng chọn niệm môn say nên niệm môn phổ âm một cái đi Sạch chẳng lơ lộn,